tính bảo vệ và cái cảnh giác của nó cực kỳ cao, có lẽ do nó bé, càng bé thì độ cảnh giác của nó càng phải cao. Chúng nó rất là nhạy cảm với lại những cái tiếng kiểu âm thanh hơi đanh một chút. À đây là ai mà có nhiều người thì muốn hỏi là xem là bọn chó con này có bán không, thì có bán mấy con đấy. Có bán mấy con này. Đây là em đực này này. Đây em đực đây. Đây là một em đực nhá. Em đực này là sẽ là chiêu con em này, em là chiêu hua lông dài này, em đực. Đó, em đó và một và một trong ba em trắng này. Một trong ba em trắng và một em đực đen. Còn em này thì em mới có chủ mất rồi. Em được lông ngắn duy nhất này thì em có chủ rồi. Đó. Đây là hai đàn, ba con trắng là một đàn. À, còn nếu mà ai mà hỏi giá ấy, thì đây là giống chó đắt tiền nha mọi người nhá. Giả sử như là cái đàn trắng kia thì là nó là con bố và con mẹ, nó là hai con chó, một con nhập ở Nhật về và một con nhập ở Hàn về. Cái giá của con chó con đấy là nó tính bằng 1.000 đô và không phải là 1.000 mà nó là 2.000. Đó. Còn con bố con mẹ của nó nếu mà ở các cái trại đấy mà mua cho con về thì nó khoảng 5.000 một con. 5.000, 7.000, 10.000 đô một con chó con. Đấy thì mọi người có thể tham khảo. Cái giống chó này nó là giống chó rất là nhỏ nhưng mà thực sự là nó là một cái giống chó những cái con chó sang chảnh đấy. Kén chủ chứ không phải là ai cũng nuôi được. Nhìn thì đẹp thì thích rồi. Nhưng với các cái giống chó khác thì có thể là 100 người thích thì có một người nuôi được. Nhưng với giống chó này có lẽ là 1.000 người hoặc vài nghìn người thích thì có một người nuôi được thôi. Nuôi thì nó không có tốn gì lắm đâu được bởi vì nó nhỏ nhưng mà cái con giống của nó thì đắt. Mình cũng phải là cái người đi mua con giống về mà. Mỗi lần nghe giá là cũng choáng luôn ý. Dần dần rồi nó quen. Choáng dần rồi nó sẽ quen. Chứ lúc đầu nghe thì bảo là ô cái con chó mà con mà sao nó đắt thế, chả hiểu sao nó lại đắt thế. Nhưng nó đắt thế mà cũng chẳng có mà mua. Muốn mua một cái con chó còn phải chờ người ta cả năm, 2 năm, 3 năm mới mua được một con. Để về để có giống. Đó. Còn tại sao nó đắt tiền thì có thể hiểu đơn giản là để người ta lọc và người ta chọn lọc ra để người dần dần người ta tạo ra được cái giống chó thuần chủng và với những cái ngoại hình như thế này và cái gen nó ít các cái bệnh tật lung tung và cái ngoại hình như này thì nó cần mấy đời người cơ, hoặc là cả một đời người hoặc là có thể là vài đời tùy từng trại. Qua những trại người ta làm nhân giống vài đời rồi người ta mới lọc ra được cái bộ gen người ta, cho nên là cái giá trị của nó thì nó là vô cùng, tức là ai cảm thấy hợp lý thì là mình bắt thôi. Cái người bán mà người ta bán cái giá đấy mà mình mua mình thấy nó hợp lý thì mình mua kiểu như vậy. Cho nên là có những con chó con bé con nhưng nó 12 15.000 đô một con. Đấy là cái hết sức là bình thường. Còn bình thường thì nó khoảng tầm 5 7.000, 10.000.